Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn, hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn một loại phân đó là phân Protein Soil của cái hãng ACE, tức là tiệm Jaeger hồi xưa đó các bạn. Thì loại phân này gọi là Protein Meat, trong đó người ta trộn tất cả các loại phân lại với nhau, trong đó có tớp sôi, rồi có phân bò, tức là tất cả các loại phân lại với nhau và người ta sản xuất để cho mình bán cho mình để trồng cây. Và qua cái lời comment của những người dùng thì người ta đánh giá cái loại phân này tốt các bạn. Mình nghĩ có lẽ là tại vì họ trộn phân bò vào, khi mà mở cái miệng bao ra thì mình nghe mùi phân bò nha các bạn. Nhưng mà trong đó thì người ta cũng trộn cái compost, tất cả các compost người ta xay nhuyễn, người ta trộn lại với nhau. Nên nó tốt, một bao chỉ có 2 đô 78 sen tại tiệm Jaeger nha các bạn. Thì lần đầu mình cũng không có để ý lắm, nhưng mà sau lời quảng cáo của những người bạn làm vườn chung group với mình thì họ nói là cái loại phân này rất là tốt đó. Thì các bạn nhìn thấy ở trong đó người ta cái trước hết là cái màu đất đen thui, xong rồi lại mịn, rồi ít vỏ cây. Thường thường người ta làm compost thì người ta ưa trộn vỏ cây vô lắm các bạn. Thì ít vỏ cây, đất lại mịn và màu đen, rồi hôi mùi phân bò. Thì mình nghĩ rằng người ta trộn cũng rất là tốt nha các bạn. Thì mình sẽ dít lên một cục để cho các bạn nhìn thấy. Đây, nó rất là tơi xốp nha đó. Thì ở trong cái tiệm Jaeger này đó, các bạn nhìn thấy, lại gần cho các bạn nhìn thấy là cũng có cát ở trong đó các bạn. Cát thì màu vàng đó, nhưng mà nhìn thấy số lượng cát thì cũng không có nhiều. Vỏ cây thì cũng nhuyễn, không có to. Đất với lại phân bò thì nhiều nha các bạn đó. Thì do là người ta đã sử dụng rồi, trồng bằng đất này qua rồi, nên người ta mới comment phê bình ở trên online là cái đất này tốt các bạn đó. Thì cái đất này khác với đất tớp xôi của chính tiệm này thì có giá là 2 đồng 30 sen, còn cái này cao hơn 50 sen các bạn. Tại vì nó tốt nên nó bán giá cao hơn 50 sen. Này là cái kia là 38 sen 2 đô 38 sen, cái này là 2 đô 88 sen các bạn. Rồi trọng lượng của nó là 40 phao nha. Trọng lượng là 40 phao. Thì các bạn nhìn thấy nè, trọng lượng 40 phao là 18 kg. So ra mình đi mua ở lô thì cũng có Protein Meat, nhưng mà của hiệu khác. Thì mình thấy Protein Meat của hiệu khác trộn rất là nhiều vỏ cây nha các bạn. Còn cái này vỏ cây rất là ít. Đất thì chắc mềm mịn, xốp, chứ không có. Thường thường tớp xôi nó đất nó không có được xốp mấy, nó một cục vậy các bạn. Còn cái này thì các bạn nhìn thấy nè, mình xới xới thì nó xốp nè các bạn đó. Thì theo người ta comment trên online thì Quỳnh Mai mua đã ra tiệm mua 10 bao các bạn. Thì cái đất này mình trồng
cho cây mà trồng dưới đất cũng được, rồi mình trồng rau cải cũng được. Như là ở trong cái bao người ta có nói nè, là mình có thể trồng ở trong cái chậu nè, dùng cho chậu nè, container, rồi garden bed hoặc là bucket đó các bạn. Nghĩa là mình có thể dùng nó để trồng cây trong chậu nè. Có nghĩa là nó tơi xốp nên mới trồng cây trong chậu được. Rồi garden bed nè, giống như mấy cái những garden bed của Quỳnh Mai bằng kim loại đó, rồi bỏ cái nhà rào để trồng rau cải đó. Rồi bucket đó là trong cái túi đều được hết các bạn đó. Và người ta cũng nói mình có thể trồng bông nữa, trồng bông và rau đó các bạn, rồi trồng cây trong chậu đó là loại phân này. Nên Quỳnh Mai đã mua chục bao đem về để trồng nha. Chỉ có 2 đô 88 sen thôi. Còn các bạn muốn tốt hơn nữa thì các bạn có thể trộn cái potting mix này, potting soil này, với những loại potting mix của hãng Miracle-Gro hoặc là potting mix của hiệu quân cốc là Happy Broth đó các bạn, thì cho nó thêm vài cái đồ xúc đất này trộn vô thì trồng là tốt rồi đó các bạn. Đó thì hôm nay mình mới giới thiệu với các bạn cái loại phân potting soil này của hãng Jaeger hoặc là ACE, cũng rất là tốt theo lời phê bình ở trên online. Và bây giờ mình đi đến thực tế là mình mua về để trồng nha các bạn. Thì Quỳnh Mai đã có chuẩn bị năm cái chậu mà mình mua ở Dollar Tree nha. Cái này các bạn nhìn thấy đẹp không? Nó làm hình dáng như thế này để khi mà mình để lên thì thành từng chồng, lên giống như một cái tháp vậy các bạn. Có thể các bạn trồng qua như qua 10 giờ, hoặc là các bạn có thể trồng những cái loại rau giống như là rau ngò gai, giống như là Quỳnh Mai sắp sửa trồng. Đây là chậu Quỳnh Mai ngò gai của Quỳnh Mai nè các bạn. Bây giờ nó đã lớn lên rồi nên bây giờ mình tìm chậu để sang ra mình trồng để cho nó phát triển nha. Tại vì để chung như vậy thì nó không có phát triển lắm. Mình phải bứng ra từng cây mình trồng để cho nó có cây con, rồi nó sinh sôi nảy nở ra cho nhiều để mình có, mình để ăn phở nha. Thì bây giờ mình dùng 5 cái pot này đó. Thì mỗi cái là có 3 cái chậu nhỏ dính lại với nhau. Và điều đặc biệt là cái này nó không có đục lỗ nha các bạn, mà nó có cái dĩa ở phía dưới. Đây là cái người ta cấu tạo có dĩa, có lỗ. Mình tưới nước cho cây thì nước nó sẽ chảy xuống, rồi nó đọng xuống phía dưới. Dĩa này nó đựng lại các bạn, nó không có chảy ra ngoài. Nên mình tưới vừa phải thôi, mình tưới nhiều thì nó ngập nó úng, còn tưới vừa phải thì nước nó được đựng lại cái dĩa. Đây là cái dĩa nè các bạn, đây là cái dĩa cái của cái chậu nhỏ đó. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái đất potting soil này vào để trồng ngò gai nha. Ngò gai nó rất là thích phân bò nha các bạn, nên mình sẽ đổ đất vào trong 5 cái pot kiểu này để trồng ngò gai. Thì
chỗ mỗi cái chậu nhỏ này mình trồng một cây nè, một cây đó, rồi mình ráp lại thành từng nha các bạn. Trước hết mình sẽ giải thích cho các bạn là mình tại sao mình trồng vào trong cái pot này. Cái pot này khi mà mình trồng lại thì nó có chiều cao, thì cái con sơn không giỏ đó nó không thể leo lên ăn được nha các bạn. Tại vì cái ngò gai này, những con sơn không giỏ đó nó rất thích ăn nha, nên mình để dưới thấp hoặc mình để chỗ ẩm ướt thì những con đó nó sẽ bò lên nó ăn, nên mình mới dùng cái những cái pot này để mình để cao lên. Nó được có 5 tầng nha, thì mình để cao lên thì cái con sơn đó nó không có bò lên để nó ăn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ đất vào và mình trồng nha. Mình đã trồng những cây ngò gai vào trong cái tháp này rồi các bạn. Mỗi cái pot nhỏ là một cây đó các bạn nhìn thấy. Mình trồng tất cả là cây 2 3 4 5. Mỗi cái vậy là 3 cái pot nhỏ thì 5 cái là 15 nha các bạn. Thì mình đã trồng 15 cây ngò gai vào trong những cái pot nhỏ này. Thì đó là mình trồng cái phân potting soil của tiệm Jagger đó các bạn. Thì theo comment người ta khen là tốt, thì mình trồng thử xem coi nó có phát triển hay không nha. Thì trong phân này có phân bò nên mình hy vọng rằng nó sẽ tốt phát triển. Tại vì cây ngò gai rất là thích phân bò nha các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là mình trồng ngò gai vào những cái pot bán ở trong Dollar Tree chỉ có 1 đô 25 cent một cái như thế này. Mình mua được 5 cái mình đem về để mình trồng. Lúc đầu thì mình trồng bông, nhưng mà bây giờ thì mình trồng ngò gai nha các bạn. Thì mình đã dùng cái đất potting soil của tiệm Jagger. Hy vọng rằng nó sẽ tốt và mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể đi mua về trồng. Tại vì một bao nó 40 phao tức là 18 kg mà chỉ có 2 đô 88 cent, thì vậy là rẻ so với những loại phân bao khác mà nó cũng tên là potting soil nha các bạn. Tức là phân này đã trộn sẵn và người ta làm cho nó xốp đó. Mặc dù cái tên của nó là tên của cái tiệm ACE, nhưng mà không bằng những cái hãng khác, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng tốt tại vì có phân bò và người ta làm cho xốp mềm mịn. Thì mình trồng những cây mà mình trồng dưới đất hoặc mình trồng rau cải gì nó cũng tốt hết nha các bạn. Đó. Thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.